Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Và nếu thấy thông tin hữu ích thì cho mình một cái like, nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, ở Việt Nam thì siêu bão Noru đã áp sát tới đất liền rồi, nhất là miền Trung. Và nghe nói đây là cơn bão mạnh nhất và cái sức gió mạnh của nó đi tới cả 200 km/h rồi quý vị. Và có thể là bằng với lại cơn bão siêu bão vào năm 2006. Từ bằng cho tới mạnh hơn không, chứ không phải thấp hơn. Cho nên cầu mong cho miền Trung, đất nước Việt Nam chúng ta hãy giữ vững niềm tin, cầu an cho đất nước và những người dân ở đó được qua khỏi cơn bão này. Chứ những người như Cali Sài Gòn ở hải ngoại thì cũng không biết làm sao hết trơn, chỉ có xem tin tức ở nơi quê nhà và cầu mong cho người dân ở nơi đó thì được bình an mà thôi. Ở Mỹ này cũng vậy quý vị, trong 1-2 ngày hôm nay thì sẽ có một cơn bão rất lớn ở Florida. Cơn bão này cũng nghe nói cũng sức gió đi cũng rất là mạnh và rất là nguy hiểm. Và cũng mong là tất cả mọi người ở mọi nơi được bình an quý vị ha. Vâng, thì bây giờ chúng ta xem qua trên màn truyền hình và chúng ta thấy cơn bão như thế nào và chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau nha quý vị. Mình thấy mấy đoạn đường này đi thì ủa sao cũng có một số người vẫn còn đi ra đường chạy xe mình thấy đó quý vị ha. Vâng, thì bây giờ chúng ta cùng chia sẻ với nhau theo những tờ báo chính thống ở Việt Nam nha. Siêu bão Noru áp sát đất liền, nước biển dâng cao, dân Huế không dám ra khỏi nhà. Lo sợ sức mạnh của siêu bão Noru, hầu hết người dân ở phường Thuận An, thành phố Huế, sau khi chằng chống nhà cửa xong, đều hạn chế ra ngoài để bảo đảm an toàn. Đêm 27 tháng 9 ghi nhận của phóng viên tại phường Thuận An, một phường ven biển của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên đang có mưa rất to, kèm theo là gió giật từ cấp 5 và cấp 6 có thể hơn nữa. Mặc dù 21 giờ cùng ngày Thừa Thiên Huế mới thực hiện lệnh cấm ra đường, nhưng từ sớm người dân ở Thuận An đã hạn chế ra ngoài, đường phố hầu như là không có người qua lại, giống như là cái phố mà thành phố Ma, giống như là thành phố không có người qua lại, giống như cái thời kỳ mà cấm cửa người dân ra ngoài đường thời mà bị Covid đó quý vị. Hầu hết các gia đình ở phường Thuận An sau khi chằng chống nhà cửa để bảo vệ tài sản bên trong đều di tản đến nơi an toàn hoặc ở trong nhà nhằm đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ. Chỉ còn lác đác một số nhà mở cửa nhưng đều chuẩn bị sẵn sàng biện pháp an toàn. Các cửa hàng ở bãi biển Thuận An đều đóng then cài và hầu hết mọi người đều di tản. Chỉ còn một số cửa hàng được xây dựng kiên cố, cắt cử người ở lại trông nom tài sản của mình. Ở bãi biển Thuận An thì gió giật rất là mạnh, nước biển hiện cũng dâng lên rất là cao so với mức bình thường và có khả năng là tràn vào khu vực các quán của người dân ven biển. Ông Ngọc là một trong số những người còn ở lại ở bãi biển Thuận An, nơi được đánh giá là nguy hiểm khi bão Noru đổ bộ vào. Ông ta chia sẻ mặc dù biết bão rất là mạnh nhưng vẫn phải ở lại để bảo vệ tài sản. Cùng với đó, nhà hàng cũng được xây dựng kiên cố nên có khả năng chịu đựng được sức công phá của cơn bão này. Cái đó là sự suy nghĩ của một số người thôi quý vị. Cho nên một số người bị mất mạng vì bảo vệ tài sản của mình họ không kịp chạy. Những đồ đạc tài sản ở trong khách sạn hoặc là những nhà hàng ven biển Thuận An đều được đưa lên các vị trí an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại sau bão. Tuyến phố trung tâm phường Thuận An chỉ còn lác đác
vài nhà sáng điện, ngoài đường phố thì vắng người qua lại. Trong đêm 27 tháng 9, ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế mặc áo mưa đứng trước đến kiểm tra công tác phòng và chống bão tại phường Thuận An và đến trường cơ sở trung học Thuận An, nơi có hàng chục người dân, chủ yếu là người già, trẻ em và người khuyết tật đang trú bão, để thăm hỏi động viên bà con. Lúc 19 giờ ngày 27 tháng 9, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 4, mạnh nhất là cấp 13-14. Bão có thể đi 134-166 km một giờ, giật cấp 16, cách đất liền là khu Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 180 km về phía đông. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được là 20-25 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ và suy yếu dần. Cơn bão đi qua để lại nhiều điều đau thương cho người dân. Nơi đây cũng chia sẻ đến quý vị. Một chủ tiệm vàng ràn rụa nước mắt vì cơn lốc cuốn bay hết vàng, nhiều người mặc mưa gió đi tìm giúp cho chủ tiệm vàng. Không biết, dĩ nhiên ở đây mình không có gom đủ cả nắm, nhưng mà vàng mà bị cơn lốc mà cuốn đi quý vị, thì nhiều người thì cũng thấy tình cảnh này cũng đau thương, cũng ra giúp. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng mà cũng có người tham lam, ví dụ kiếm được thì cũng bỏ túi riêng chứ đâu có bao giờ trả lời cho chủ tiệm vàng đâu, phải không quý vị? Không phải là mình suy nghĩ tiêu cực, nhưng mà mình nói rằng có người này thì cũng có người kia. Trận lốc xoáy mạnh do ảnh hưởng từ cơn bão Noru diễn ra vào chiều ngày 27 tháng 9 ở một cửa hàng ở Gio Linh, Quảng Trị, khiến chủ tiệm vàng Phúc Thịnh khóc ròng vì bị cuốn bay hết tất cả số vàng trong tiệm. Nhiều người dân không ngại mưa gió, đội mưa gió ra tìm giúp cho chủ tiệm gom lại tài sản của mình. Tối ngày 27 tháng 9, ông Mai Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ở Gio Linh, Quảng Trị cho biết do trời tối kèm theo mưa lớn nên việc tìm kiếm lại số vàng bị lốc cuốn đi ở tiệm vàng Phước Thịnh, chợ Cửa Việt đành phải tạm dừng, chờ sáng mai thì mới tính tiếp. Theo ông Minh, đến thời điểm này, chính quyền cũng như bản thân của chủ tiệm vàng không xác định được là con số vàng bị mất trong cơn lốc xoáy là bao nhiêu. Thương chủ cửa hàng, rất nhiều người dân địa phương đã đội mưa gió ra tìm vàng cho người ta, nhưng thực tế gom lại cũng không được nhiều vì gió quá lớn. Vàng bay tứ tung, kèm theo là nhiều thứ vật lạ ngổn ngang nên việc tìm kiếm rất là khó khăn. Trao đổi với phóng viên của báo Thanh Niên, tối ngày 27 tháng 9, anh Hoàng Tiến, chủ tiệm vàng Phước Thịnh, cho biết thời điểm cơn lốc quét qua cái địa phương này thì anh đang lo dọn dẹp cửa hàng để về nhà tránh bão. Bỗng cơn gió thổi qua rất là mạnh. Tưởng đơn giản, ai ngờ đâu tan hoang như thế này. Chủ tiệm vàng buồn bã than thở. Theo anh Tiến, trong khoảng cách đó, ngoài thổi bay phần mái, lốc xoáy còn cuốn luôn cả hai tủ kính chứa vàng trang sức lên trên không trung. Khóa hoảng hốt, anh đã dùng tay níu tủ lại và bị gương vỡ, cắt rất nhiều cái vết thương vào tay, phải đưa đi khâu hết 25 mũi. Bây giờ tôi cũng không nhớ là tôi đã mất bao nhiêu vàng trang sức, cũng không biết là bà con đã lụm và giúp trả lại bao nhiêu nữa. Nói chung là giờ tôi không biết tính sao. Như tờ báo Thanh Niên đã đưa tin, vào lúc 15 giờ và ngày 27 tháng 9, một trận lốc xoáy kèm theo cơn mưa lớn đã quét cái khu vực khu phố 3. Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Võ Đắc Khóa, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh, cho biết ngay sau khi có thông tin, tổ công tác của huyện đã tức tốc có mặt tại hiện trường. Qua thống kê, ngoài chợ Cửa Việt bị tốc mái, có hai người dân
bị sập hoàn toàn là những nhà của người dân đó quý vị. 300 ngôi nhà người dân và hàng quán bị tốc mái, có 4 người bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trận lốc xoáy cực mạnh cũng đã làm hư hỏng như là bảng biển quảng cáo, làm bật cây gốc cối. Những cái cây mà người ta biết trong đây là những cái cây, những cây cối ở khu vực đó bật gốc. Trận lốc xoáy cũng đã cuốn phăng các cửa hàng vàng bạc Phước Thịnh. Ngay sau khi cơn lốc đi qua, người dân và lực lượng chức năng nỗ lực giúp cho chủ tiệm vàng tìm vàng, nhưng rất khó khăn để tìm thấy trong cái một đống nát đổ vụn như vậy. Tại hiện trường, chủ tiệm vàng giàn giụa nước mắt tuyệt vọng vì mất quá là nhiều vàng. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu xem một số thông tin cũng như hình ảnh của cái cơn bão này nghe quý vị. À, chúng ta hãy đợi chút xíu bởi vì quảng có quảng cáo đó vậy nha. Ở đây thì họ cũng chỉ là đưa tin thôi. Ở ngoài biển thì trên màn hình chúng ta thấy rằng là chỉ có mưa và sóng gió nhưng mà cũng không có nặng nề lắm. Những phóng viên và nhà báo đi ra tới ngoài này để đưa tin cũng phải nói là cũng vất vả không quý vị ha. Mình xem tin tức và những YouTuber đưa tin thì ở Sài Gòn cũng mưa rất là nhiều, vì có thể là vì ảnh hưởng của cái cơn bão này. Theo như một tờ báo khác nữa ở Việt Nam mà họ đưa tin rằng bão Noru cách Đà Nẵng, Quảng Ngãi 210 km và gây gió giật cấp 17. Hồi 16 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí trung tâm bão Noru là bão số 4, cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần trung tâm bão mạnh đến 14 và giật cấp 17. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của quốc gia, hồi 16 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru, bão số 4, ở khoảng 15,7 độ vĩ bắc và 110,6 độ kinh đông, cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh là 17 hoặc là 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300 km tính từ tâm bão Nauru. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Đảo Phú Quý gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km đi vào đất liền các tỉnh miền Trung Bộ. Khoảng 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ vĩ bắc, 108,4 độ kinh đông trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh gần tâm bão mạnh đến cấp 12, 13,
118 đến 149 km/h, giật cấp 15. Dự báo trong 12 giờ đến 24 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển nha quý vị, chủ yếu là theo hướng Tây. Mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Bộ, sau đó tiếp tục di chuyển sang Lào và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 16 độ vĩ Bắc, 106,8 độ kinh Đông trên khu vực Nam Lào, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh từ cấp 8, 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 114,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng cao do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 4. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống cấp 6, dưới 39 km/h. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ đến 36 giờ tiếp theo là gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ vĩ Bắc, phía tây kinh 113 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng hải sản và các hoạt động khác, các vùng biển trên đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, gió lốc xoáy và nước biển dâng cao do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai là ở cấp 3. Vâng quý vị ơi, nãy giờ đọc tin tức mấy cái cơn bão này thấy nó cũng buồn cho miền Trung không quý vị. Cứ mỗi năm thì lại cơn bão. Với mỗi năm là có bão tùy theo nhỏ và lớn mà thôi. Năm nay mong rằng cơn bão nó sẽ đi chệch, đi lệch chút xíu để người dân được an toàn về tính mạng cũng như là tài sản của họ không có bị thất thoát nhiều, phải không quý vị? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về cơn bão Noru sẽ đi vào Việt Nam và chuyển hướng đi qua bên Lào hoặc là Thái Lan như thế nào. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng Cali Sài Gòn bận tâm và quan tâm đến cơn bão Noru, cơn bão của thế kỷ đi vào những cái eo biển của miền Trung đất nước Việt Nam của chúng ta. Xin chào và hẹn lại tất cả quý vị trong một video clip lần sau.